Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em hai loại mặt kính của điện thoại Vertu. Đấy, bên tay trái của tôi đây là chiếc mặt kính sapphire chính hãng của Vertu. Còn bên tay phải đây là chiếc mặt kính kính thường của máy Superfect. Trong cái màu của hai mặt kính này thì nó khá là khác nhau. Khi mà lắp vào máy thì anh em để ý này. Nhìn bên ngoài thì hai cái mặt này thì nó không khác nhau mấy đâu, nhưng mà anh em nhìn độ phản chiếu ánh sáng, nhìn cái quả trần trên trên trần nhà này đấy, nó rất là rõ, trong khi đó là cái độ phản chiếu của này rất là mờ đấy. Khi mà anh em dùng cái mặt kính này thì nó sẽ bóng lộn lên, khi mà anh em dùng cái mặt kính này nó không phải sapphire nên nó sẽ không có độ bóng bóng lộn lên mặt. Anh em có thể nhìn thấy rất là rõ đây. Em nhìn thấy đây là cái cánh quạt trần ở trên mặt kính sapphire chính hãng, còn đây là cái cánh quạt trần ở trên cái mặt kính thường. Trên hai cái này thì rõ rõ nét, dễ nhìn hơn. Khi mà cầm cái mặt kính sapphire này trên tay ấy, thì nó sẽ nặng hơn cái mặt kính thường rất là nhiều. Anh em có thể thấy đây là độ dày của nó. Đây là mặt kính thường, nó sẽ nhẹ hơn và nó sẽ mỏng hơn. Đấy, để mà dễ dàng chúng ta có thể để hai cái cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy độ dày dày của hai cái con mặt kính sapphire thì nó sẽ dày hơn khoảng gấp rưỡi. Đây đây mặt kính sapphire này dày hơn này, đây mặt kính thường này nó sẽ mỏng hơn này. Đó. Anh em để ý khi mà phân biệt cái kính sapphire và kính thường ở trên điện thoại ấy, thì anh em nhìn rõ nhất là cái phần này, phần từ đen này lên trên cái màn hình này, khoảng cách từ đây đến đây, hai cái này cái phần đen này nó có màu nó hơi nâu nâu, cái ánh nâu, trong khi đó anh em nhìn này, cái phần đen này lên cái màn hình này nó rất là rõ nét và nó đen xì, trong khi đó là từ cái màn hình đen này lên màn hình này nó độ tương phản nó ít hơn, trong khi đó là độ tương phản giữa hai này tương phản nhau cao hơn. Cái đặc điểm của sapphire ấy, nó là không chống xước rất là tốt, vì thế nên là anh em có thể lấy tô vít này cào rất là mạnh vào, thậm chí là có những cái banh nhọn sát thủ như này cào vào cũng không thể nào mà hề hấn gì đối với chiếc sapphire này cả. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta hành xử như vậy đối với cái mặt kính thường này thì nó sẽ gây ra một thảm họa đối với mặt kính này và chúng ta phải thay. Tuy nhiên là đối với cái mặt kính sapphire này thì anh em cứ vô tư thoải mái đi. Nếu mà anh em nào mà đang có cái điện thoại Vertu chính hãng độ vỏ hoặc là điện thoại Vertu Superfect mà muốn thay lên cái mặt kính sapphire chính hãng này thì có thể liên hệ chúng tôi, hoặc là anh em nào mà dùng cái chiếc điện thoại Vertu chính hãng mà bị vỡ cái mặt kính sapphire này thì liên hệ với chúng tôi để có được những cái giá thay tốt nhất dành cho anh em. Anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 0965096886 hoặc là nhắn tin Zalo với tôi có số điện thoại 0965096886. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.